Thôi gì vậy? Thuốc? Bà nói gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì mà vàng vậy? Em không cần, nó nói ngay, ngay cậu bán, nó làm cái này, nó gọi là đáp lại xong rồi nó đi vào đây. Đáp ngày hôm qua, hôm qua nó dán cho ba xong, ba cởi áo ra, ba bỏ đến kia, nó lấy xuống, nó dán tiếp. Xong rồi cậu bán kiểu, nhanh như nó nói là đáp lại xong rồi. Đây đây. Nó viết chữ của nó này. Đáp lại xong rồi nè. Nha. Huy hiểu hả? Huy hiểu. Ủa sao nó không cho tôi cho ông? Từ trước nó học là ngày của cha. Thế nó là ngày của ta, từ sau nó sẽ học ngày của mẹ, nó sẽ làm cho mẹ. À, vậy chưa đúng không? Chưa đi được mẹ thôi, chưa đi được ba thôi. Nè, mua thuốc cho ba nè. Cái gì vậy? Thuốc cái mua sữa quá bộ, trời luôn. Cái bộ hả? Cái này sữa của mẹ. Cái bộ hả? Cái này đồ ăn con gạo. Rồi cái này ngon nè. Cái này thuốc. Thuốc cho gạo nè. Nè. Cái này là men performan, là cái này nó là dưỡng chất cho cơ thể. Cái này của Úc mà. Của Úc, của Blackmore. Blackmore nổi tiếng mà. Là số Blackmore là số 1 của thuốc số 1 của Úc luôn á, của thế giới luôn rồi đó giờ. Vitamin là nó là số 1 luôn á. Cái này được đó. Nè, cái Blackmore này là omega daily nè. Cái này được nè. Dầu cá nè. Bổ sung chất dưỡng chất cho cơ thể hỗ trợ tăng Mammutin nè, là hỗ trợ nâng cao sức khỏe tốt nè. Nhờ mình ba thì sẽ uống vitamin nhiều, dạo này về nhà cậu cần phải uống cho nên tốt á. Ba dạo này lười nhưng mẹ mua là biết là thương chồng. Cái Nutritol này nè, là cái thời giờ là mẹ thời nay dễ là, độc gan. Thời nay là mẹ thương chồng người ta mua thuốc bổ, chứ thời xưa là người ta phải nấu cháo. Cái gì? Ừ, nấu cháo bổ câu. Cái này á là cho mấy cái người đàn ông mà bị uống rượu, uống nhiều, bia nhiều, uống rượu bia nhiều rồi hóa chất nhiều á, là nó giải độc gan á, nó chiết xuất từ cây kế sữa gì đó. Thì hả? Rồi uống vô giải độc á. Mà cái Blackmore này là của số 1 của Úc hôm nay an toàn lắm. Đúng rồi, Blackmore này tốt. Cái vitamin là thương hiệu vitamin số 1. Nói gì chỉ nói với cái đồ mà đồ của đồ về sách tay về mà đồ của bên nước ngoài là tốt. Không, nhất là Úc. Việt Nam rồi, nó nhập từ Việt Nam đấy rồi. Nhập khẩu hay nhập khẩu? Nhập khẩu hả? Nhập khẩu chính nhập. Số 1 tại Úc là 16 năm liên tiếp bạn về. Chúng ta đã uy tín. Còn gì nữa? Sữa. Sữa. Sữa này cũng. Cho mẹ. Mẹ cần sữa. Thấy người chồng thấy vợ thương chồng không? Trời ơi, ba đem thì ghê quá à ba. Con gạo nó cứ dán hoài này, nó cười cho đi. Nhưng mà ba không gỡ xuống luôn. Nó gỡ vứt ở trên kia nó cứ dán, nhưng mà nó xuống nó dần ba nên nó buồn. Ba thì con thương ba mà ba không, ba phải dán vào. Cái này á dành cho mấy cái người mà chơi thể thao nhiều á, cái dán thì ghê quá à. Nhưng mình phải làm cho vui con chứ, nó để làm cho cha là gì? Trời ơi, bị ốm quá à, tự nhiên nhìn. Nó làm cho ba mình phải thể hiện cái sự tôn trọng dành cho con cái chứ. Kể để nhà con trọng gì? Tôi tưởng BD đó ông. Trời, cái này BD gì? Đây là con cái nó làm, chứ bạn không thấy chữ nó hả? Nó về lại đây đây. Đó là số 1. Ở đây đã là số 1 thì nó phải tự hào. Ở nhà thì mình thường mình bao giờ số 1, nhưng bây giờ mình được số 1. Mẹ là số 2. Cái này dành cho người chơi thể thao á, mỗi ngày uống một viên. Vợ thương chồng không, lo cho chồng không? Đâu mà ngày một viên. Trong khi ăn nè. Đúng rồi, mấy người chơi thể thao vận động viên á, vận động nhiều á, uống mấy cái này nè. Còn cái này á là omega, là cái dưỡng xương khớp vận động. Sáng mắt. Ừ, rồi, cái cảm ơn. Gạo uống cũng được. Thay mặt gia đình cảm ơn mẹ. Để độc gan. Thế chiều nay từ học viện đi về là coi như không thấy nhà, là cuối cùng đi mua mấy cái này đó. Bị bệnh đi mua thuốc. Ở nhà là hầu như là nhà tin là thuốc nhiều lắm, mua tùm lum cho nó, cứ mà thuốc gì mà bổ béo rồi nọ là phải mua. Bà tắt cho nó cách vào trong. Sữa nó sữa gì? Nè, thuốc cho con biết. Cho gạo hả? Thôi, cái này ba cắt rồi được rồi. Mày cắt cái đó đi, cái này của ba lấy. Đây, là